Xót xa câu chuyện học trò ở trọ, quanh năm ăn mì gói, bữa sang nhất là có rau luộc, nhiều khi đói quá phải sang hàng xóm xin ăn lấy sức học. Gắn liền với hình ảnh gương mặt hốc hác, thân hình gầy gò vì đói ăn là cậu học trò Nguyễn Hùng Mạnh, học sinh trường Trung học phổ thông Tây Thạnh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện đang sống trong một căn phòng trọ tại quận Bình Tân và nuôi ước mơ được vào giảng đường đại học. Bố mẹ ly thân từ năm em lớp 5, được mẹ dắt lên thành phố với anh trai cũng đang học đại học. Cuộc sống của ba mẹ con đều rất eo hẹp, mỗi tháng Mạnh có khoảng 500.000 để trang trải tất cả mọi thứ, bao gồm tiền ăn, tiền xe đi học và các khoản chi phí khác, tính ra em chỉ được tiêu 15.000 mỗi ngày. Hôm nào em cũng ăn mì gói hoặc pha mì với cơm. Nếu dư tiền, em ra chợ mua bó rau về luộc. Có những hôm không còn tiền mà cũng không có gì ăn, em qua phòng trọ của chú ở bên để xin trứng về luộc. May mắn hàng xóm cũng hiểu hoàn cảnh nên rất thương em và sẵn sàng giúp đỡ. Xã hội này luôn có những sự chênh lệch về hoàn cảnh như vậy, thế nên đừng chỉ nhìn vào nỗi bất hạnh của bản thân mà trách móc cuộc đời này, bởi ngoài kia vẫn còn những mảnh đời bất hạnh hơn ta rất nhiều.